Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Con tên là Lâm Thị Hồng Nguyên, học sinh lớp 12A3, học trường Trung học phổ thông Trần Văn Long. Hiện tại con đang sống với mẹ. Ba con mất vào năm 2018 bị bệnh viêm phổi với tim. Cuộc sống con thay đổi nhiều lắm. Mẹ con là trụ cột, cái gì mẹ con cũng gánh vác. Và hiện tại mẹ con đang bệnh nặng lắm, bác sĩ nói là không chữa được nữa. Lúc đầu thì mẹ con đi khám thì người ta bảo là bị ung thư vòm hầu, rồi có khối u trong não nữa, người ta kêu là xạ trị. Xong rồi mẹ con xạ trị vô thuốc đồ hết trơn rồi. Rồi theo thuốc thì mẹ con theo được chỉ một tháng thôi, người ta nói là uống một năm. Nhưng mà gia đình con không có chi phí để theo thuốc, cho nên là mẹ con dễ uống thuốc nam. Rồi bệnh mẹ con tái phát. Bây giờ thì nằm chỗ không còn biết gì hết, không còn nhớ gì hết nữa. Con buồn lắm nhưng mà con cũng phải cố gắng để chăm sóc cho mẹ. Em tên là Lê Thị Thí Loan, chị gái của em Lâm Thị Hồng Nguyên. Em lấy chồng năm 2009, hiện tại giờ lên thành phố Hồ Chí Minh đi làm công ty và ở trên đó. Nếu mẹ mất á, thì em sẽ lo cho Nguyên học hết lớp 12, rồi hai chị em lên thành phố Hồ Chí Minh đi làm. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.